Chi bộ khu phố 1, Đảng ủy thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng tổ chức đại hội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2027. Bí thư huyện ủy Nguyễn Anh Diệt đến dự. Nhiệm kỳ 2022-2025, cấp ủy chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các hoạt động phong trào của địa phương. Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, 16 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ mới như tỷ lệ hộ sử dụng điện 100%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 100%. Trong nhiệm kỳ, duy trì khu phố đạt chuẩn dân quá, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đạt dưới 0,5%. Với tinh thần tập trung dân chủ, đại hội đã tiến hành bầu cử chi ủy chi bộ nhiệm kỳ mới là 5 đồng chí, đồng chí Lâm Hồng Hải tái đắc cử chức danh bí thư chi bộ, giới thiệu 12 đồng chí dự đại hội đại biểu đảng bộ thị trấn Vĩnh Hưng lần thứ 9, nhiệm kỳ 2025-2030.